Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình về số bình xăng L1 rất là nhiều để phục vụ cho anh em đam mê nha. Đây là bình chính hãng Nhật 21D nha anh em. Đây, 21D nhập khẩu từ Indo. Cái này xài là ok nha anh em. Mikuni. Đúng 21D. Tay ga rất là đẹp. Nhìn. Nhưng mà nó ít có sọc bằng cái bình của Malai công nghệ Nhật cho mấy anh em. Là bình này xài ok rồi, cho anh em mà xài những xe tầm tung đâu đó. Thì mình xài bình này rất là ngọt ngào. Chút xíu mình sẽ lấy cái bình bất kỳ mình test vô nghe nè. Đảm bảo với anh em là bình nào cũng ngọt như nhau. Bình này 20D nha anh em. Chẳng là Mikuni. Bình này ngọt hơn xíu nha anh em. Bình này mình đã test rất nhiều rồi thì mình chỉ giới thiệu thôi. Rồi mình sẽ test cho anh em xem cái bình loại 1. Cái tay ga của bình này nó cũng khác xíu nha anh em. Nó sọc hơi nhiều hơn. Nhưng mà cái này không phải là cái sọc mà nó bị sọc cho nên là cái người ta làm như gì nha. Hàng mới nhập được vô đây để phục vụ cho anh em đam mê nha, anh em lẻ tay nha anh em. Để hết hàng nữa. Bên đây còn số bơm nhớt ít khói nè, bơm nhớt ra băng. Nhập khẩu chính hãng Malai luôn. Đây, công nghệ xa băng. Cũng không có nhiều nha anh em. Anh em là cần thì cứ liên hệ. Xe nào mà lên nhớt nhiều quá hay chết bogey á thì mình đi cái này nha anh em. Cực kỳ chuẩn luôn. Bên đây mình có dây liền với gấp mới 100% của Malai luôn nha anh em. Dạ. Đây nè, gấp nhập mới 100% nha anh em. Chưa xài. Đó. Quá đẹp. Chưa gắn xe lần nào nha anh em. Hàng sản xuất tại Malai. Gấp mà chưa có đóng như lần nào hết. Đó. Chưa xài. Nên nào mà xài gấp lâu quá bị mục hay là bị neo bên bên thì mua dầm gắn vô. Rồi bên đây là số niềm vuông về rất là nhiều bên. Đây là mình đã bắt sẵn nè, chuẩn bị giao cho khách nè. Đây là bắt theo yêu cầu của khách hàng nha nè. Rồi tính vậy. Khách nào mà chỗ mình không có lúc trăm thì cứ alo mình bắt sẵn cho anh em luôn. Đây. Cạnh vuông luôn nè, y như ghim vậy. Cầm chữ áp nha nè. Rồi mình bán hàng là bao đúng đồ nha nè. Đúng hàng loại 1. Đây nè, tăng lên. Đặc biệt là bây giờ Malai là lấy cái khuôn của cái niềng gin mình làm nghe nè. Nên nó 9-10 với gin luôn. Đây nè, cái này sao này trước này nè. Là đừng chữ gắt. Cái chữ Tân Lan là phải tàn viền nghe nè. Này vô chiếc xe là cứ ngắt rồi nè, căm là phải căm nấm nè. Căm này cũng là căm hàng nhập luôn nghe nè. Anh em nhìn đầu căm sẽ biết. Điện xin thì mình còn 9899 rồi, cũng còn mấy cặp đó nè. Nên mà cần thì liên hệ với mình. Giờ mình sẽ đem bình xăng mình test thử cho anh em ha. Đây là xe.
xe này nó đi cái bình xăng hơi bị cũ nè anh em. Đó, phải tằng nha. Đặc biệt là đi ga ngâm rất là khó chịu, giật sáng khó nổ. Phục hồi nhiều lần rồi không chuẩn. Sẽ nổ cho anh em nghe xíu. Ga ngâm nó giật dữ lắm. Lên hay chậm á nè. Bây giờ mình sẽ vô một cái bình thử nha anh ơi. Gắn một cái thử thổi canh chỉnh vô luôn nha. Bình này đã lập trình canh chỉnh sẵn rồi nha anh. Có làm rất nhiều lần. Cái ga nó xước rồi nè. Đi không ngon. Đây em dán thử, mình sẽ bỏ tay e vô nha. Xe anh em nào mà không có xài e mình bỏ tay e vô luôn. Chứ không có quên bỏ cái này vô là đi nó thằng không rồi nè. Bỏ vô trước. Đây lò xo nè. Giãn ốc lại. Đối với xe không có e nghe nè. Còn xe có e thì mình gắn vô dây. Cái này mình test thử thì mình để gì đi. Đó. Lấy tay ra kìa. Nó cũng tương đối dễ gắn. Mà anh em gắn cái dây e chủ yếu quan trọng cái tay e nó phải xuống sát nha anh em. Nhìn vô lỗ này thấy nè, nhưng mà tái e chưa xuống sát nằm lưng lửng là chạy cũng không được luôn. Đưa vô đó, anh em đưa xéo bằng bên thì dễ vô lắm. Đưa xéo bằng bên nó nhẹ vô rồi xong. Bình này chỉnh nó chuẩn từ cái cốt 3 đổ lại anh em. Đi nó vừa xăng. Cái lòng lớn hơn xíu nữa thì phải chỉnh xăng lại. Về kim lên.
té rồi soi dài vô. Bây giờ là xong. Giờ mình sẽ thử nha anh. Ngon lại anh em ơi.
im lại. Ok, anh em có cần mấy cái bình xăng về cho xe mình đi ngọt ngào thì cứ alo liên hệ em đó. Về số lượng rất nhiều, anh em nào lấy 1-2 bình sẽ có giá tốt nha anh em. Rồi anh em cần gì cứ alo liên hệ mình ha. Cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ đồ rất nhiều anh em. Rồi, chào tất cả anh em.